Hello, xin chào cô chú và các anh các chị. Chúc cả nhà một buổi sáng thật nhiều niềm vui nha. Hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 4 rồi. Tối hôm qua Nhung vừa hoàn thành được mẻ trà. Mẻ trà gồm 3 loại gạo lứt đỏ, đen, nâu đỏ đen. Và có thêm nguyên liệu thứ tư, đó là hạt vừng đen. Đó, hạt vừng đen. Công thức pha và cái nguyên liệu thứ năm đó là gừng. Nhung đã sao khô vào trong đây rồi. Rồi, đây, gừng đây ạ. Đó, đó, gừng. Đã thái sợi chỉ sao rồi. Cách pha trà này cực kỳ đơn giản đấy ạ. Em lấy một thìa nhá. Một thìa. Chỉ là buổi sáng ngày hôm nay thì thời gian nó không có nhiều thì em sẽ lấy hẳn 2 thìa đi. Để cho nó thôi ra nha, ra trà nó nhanh. Để trong đây nó có cả những cái sợi gừng đây này. Đó. Thì công thức có pha vô cùng là đơn giản. Em sẽ lấy nước của bên khay nước nóng. Dễ, đơn giản lắm. Và trong khi mà làm trà, em đã rửa sạch gạo, các loại gạo rồi. Và kể cả vừng em cũng đã rửa và đãi rồi. Cho nên là khi em uống như thế này thì em sẽ không cho nữa. Em sẽ không cho thêm không phải rửa lại một lần nào nữa. Đó, thế còn nó đến một thời gian sau mà để lâu lâu một tí rồi thì cô chú anh chị có thể để lại. Để em đi tìm cái đĩa con xinh xinh để đậy vào đây. Thì để em lấy ở bếp nhé. Đó, lấy một cái đĩa con xinh xinh. Đó. Đó. Và như thế này, em sẽ hãm trong vòng khoảng tầm 2 đến 3 phút là đã có một cái món trà gạo lứt tâm xe, gạo lứt vừng đen và gừng rất chi là thơm ngon bổ dưỡng rồi. Em xin phép tạm dừng video ở đây để dành 3 cái phút đó tập thể dục, và sau 3 cái phút tập thể dục đó thì chúng ta sẽ cùng nhau uống trà nha. Xin chào cô bác và các anh chị.